giáo dục anh em là giờ mình chả thấy con nào ngoại trừ Malok này cả. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của sĩ Z. Thực ra đánh hắc ám, nếu mà anh em đánh hắc ám ở cái đội hình lúc đầu này nó cũng khá rủi ro ấy. Hay tám đấu sĩ nhỉ? Ê tám đấu sĩ thì sao nhở? Sao nhở? Tướng tươi như hoa tưới luôn anh em ơi. Nhưng mà mình muốn đánh tám đấu sĩ được không nhỉ? Bây giờ mình sẽ cho Malok cánh này, mình nghĩ Malok cánh được không? Hay mình muốn chơi Teo Hayate. Hayate cánh đi. Mình tin em Hayate luôn. Này đi này, đi này. Thú giữ lại chăng, hên xui. Hai con Amity cũng đi được, hai đấu sĩ để giữ. Hai đây sấy này. Chắc lẽ là cho Malok gánh này em ơi. Xiên. Đánh thế nó sống được. Tại mình sợ con Malok của mình nó nhảy nhảy rồi trượt mất một thằng như lò lò. Đi nào. Mấy hãi có điểm gì nhỉ? Ê nhưng mà đội hình tám đấu sĩ cũng thú vị đấy. Xong rồi tướng nó đi hết lên, nó không còn gì ở lại. Kèm thêm con rồng nữa. Tướng cũng đỏ lò nhỉ. Tám đấu sĩ à? Yêu ông đi chết xử lên kia mà. Thế sấy được. Lẽ mình đang Amelie không? Chúc mừng anh tàn đấu sĩ phép. Cân nhắc anh em, cân nhắc. Con voi này cũng tươi này. Con voi cũng là một con tươi tắn này. Tám đấu sĩ kẹp gì nhở? Tám đấu sĩ chắc là kẹp một con rồng để đánh các ám này, hoặc một con Narcot hoặc sao đấy. Rồng hoặc Narcot. Chắc là rồng, nó đỡ tốn mana, nó có thương. Kẹp Narcot nữa ấy. Quẹt một phát. Vĩnh đam này. Mà lúc nhảy được này. Đấu sĩ này Hayate tạo nó nhé để cầm máu nhá. Đúng không? Chuẩn bài rồi nhá mọi người. Chuẩn bài đấy. Xếp tướng 8 đấu sĩ kiểu quái gì anh em? Anh em xếp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ở đây à? Hay thế nào? Xong một con Iris sát thủ ở dưới. Xong một con Narcot ở dưới. Iris sát thủ ở dưới à? Không, bình tĩnh. Mình nghĩ chơi được. Không có luôn. Thôi tự túc là hạnh phúc thôi anh em ơi. Tự túc là hạnh phúc thôi. Ô có thương này, ôi đánh rồng được anh em ơi. Mười điểm. Chết rồi anh em ơi, chết rồi. Nó bắt mình phải đánh tan đấu sĩ thôi. Talk to me, boy. tươi tắn đây. Narcot khá nhiều Narcot. Bạn cẩn thận tôi đấy. Hayate giữa nhé. Hayate gánh tim. Tốc gánh tim đi. Tốc gánh tim giữa. Narcot à? Thương bắt rồng này. Hayate sấy được sớm này. Chắc là chết một con rồng. Mà lúc gần mình đánh đa mà này. Nhảy. Mày khá bưởi.
Tìm quá anh em mà chưa chơi đội hình em bao giờ thôi. Chết rồi, còn con Ivy. À còn con Richter. Oh shit. Sao kiếm con Richter giờ? Quên mất đấy. Không có thẻ đấu sĩ nhỉ, có thẻ đấu sĩ không? Không có. Thế thì nó phải lên 9 à? Nó phải lên 9 anh em. Không có, không có thời gian để đàm phán thương lượng gì đâu. Lên 9, bán thần cân nhắc này. Tốn tiền nhé. Thật bỏ bán thần. Bán thần mang floor nhé. Tươi đây, vẫn tươi đấy, vẫn tươi đấy. Nhớ con rồng nhá anh em, nhớ con rồng. Con rồng đấy, hai tay này không gánh được lâu đâu. Na có cầm đồ này được không nhỉ? Có một chút nữa anh em, một chút nữa. Một chút. T1 hơi yếu nhỉ? Không, không yếu đâu. Rất nhiều giáp ảo ở đây, rất nhiều giáp ảo ở đây. Ê nhưng mà late game nó lại hơi yếu nếu mà hợp hắc ám anh em ơi. Bởi vì hắc ám nó sẽ có cái ấy. Hắc ám nó sẽ có cái giảm hồi máu anh em ơi. Con này 8 đấu sĩ nó có tăng hồi máu nhưng mà nó bị giảm hồi máu thì cũng y hệt à. 6 đấu sĩ. 2 ma lốc. Chết rồi. Má này đi thì mua lại được. Ok bình tĩnh. Cần floor 2 này, cần phải floor 3 anh em ơi, floor 3 mới gánh được. Malok tầm này cũng chưa được. Malok này cần đồ. Malok 2 đi. Bây giờ late game thì khả năng là late game sẽ rất là yếu nên là khả năng phải lấy máu đè người thôi. Lấy máu đè người thôi. 6 đấu sĩ 4000 giáp, 400 tung vật lý. Vẫn hơi yếu. AT cầm này thôi. Hai tay đang gánh team đấy em ơi. Cố lên em. Thợ sắt à. Trách thương các bạn ấy phát đấy nhá. Thương bắt đáy bên này. Đây thương đáy. Thương bắt đáy bên này là chính em ấy. Ta thì xoay kiểu này mà trong Vrek đứng dưới. Trong Vrek đứng đây thì phòng Narcot nó chui xuống. Mình còn có con Vrek nó còn che cho. Này đúng không? Giữa bạn ấy đảo thương các thứ thì mình hơi lỏ thôi. Mong không ai đảo thương nhé. Đấy, con Vrek nó che cho cái đam của con Narcot này. Cái trang máu này. Cần đi HT2 nữa. Giữ máu ở HT2.
cho nó cót vào thì nó cót bay sang sai đó. Sợ na cót mình không bay được là cũng hơi lỏ đấy. Rồng à? Rồng. Truy hồn có một cái chứ, chưa có chuyện nào. Đấy, cho Vred cũng được, cho nó đánh thường nhiều nhanh. Cho Airy cũng được. Tùy xem nào nhiều đam. Rocker. Úi trời ơi. Nó có đâu. Nên cho con Airy nhé. Mình cần gì 2 AT nữa bạn ơi. 4 hạ ám được không nhỉ? 4 hạ ám cộng với cả mấy đấu sĩ được không nhỉ? Nacon này hơi lâu nha, Nacon này hơi tốn thời gian để nó ulti nha. Vẫn thắng hi hi, vẫn thắng. Suýt thì thua rồi đấy. Em bỏ luôn rồi. Quên mất còn lấy con đấu sĩ này, lấy hắc ám nữa. Thêm con rồng mà. Thương đáy em không? Ok. Ôi dồi ôi, một trận đấu hủy diệt à. Lên 9 luôn anh em ơi, lên 9 luôn. Ma lốc này sẽ lên được, Na cót 2 rồi. Rồng thì một con thôi là quá nhiều rồi. Ôi vãi vòng vòng 14 mà anh em lấy hết rồng, lấy hết nắc rồi anh em. Em chơi game kiểu gì đấy anh em? Anh có cho người khác chơi game không vậy? Hứ anh em. Người lên 9 nhá để mình tìm Richter nhá. 10 tướng 8 đấu sĩ à? Đấu sĩ kèm 1 hạ ám nữa là 9. Chỉ được một con hạ ám thôi anh em ơi, chắc không phải bỏ con rồng à. Bỏ con rồng nhưng mà nó có thương, nhưng mà nó không có lọc đại. Chắc bỏ nắc anh em ơi. Dễ phải bỏ nắc hơn. Thì con nắc mình cũng khá là tươi. Khỏe thế nhở? Sao nói khỏe thế nhở? Nhưng mình cũng khá hơi khó đánh bởi vì... Hay bởi vì là sao nhỉ? Bởi vì con ma lốc này nó khá là tốn đồ này. Thì nữa ma lốc này cũng là một con gánh này. Nó sẽ khá tốn đồ là một. Nên là con rồng này sẽ được ưu tiên hơn nếu mà lên được con rồng 2. Rất là ưu tiên rồng hơn. Rồng kiếm Richter nữa, 8 đấu sĩ. Tám nghìn giáp là cũng điên khủng phết anh em. 8.000 giáp nhiều lắm. Na cót cũng tốn khá là lâu rồi nó ulti được. Rách thánh ăn thua. Đập rồng 2. Má lốc 3. Mà một con lốc 3 đấy. Mà là một con cát nữa. Chết rồi. Chết rồi, thế phải đánh ma tộc à? Bởi vì muốn có con cát thì phải đánh ma tộc. Mình có sách thánh mà. Mình sách thánh không đánh con cát thì bốc skirt ăn mặt à. Thế không đánh được Vonkat anh em ơi. Không đánh được Vonkat được, đánh Vonkat nó sẽ kích ma tộc không có thẻ ma tộc. Trừ khi vòng này có thẻ ma tộc nhá, vòng này có thẻ ma tộc nữa thì God bless us all luôn. Thề vòng này có thẻ ma tộc nữa. Hai thương bắt đáy bên kia ok nha, thương bắt đáy bên kia ok nha. Đây xuống dưới rồi. Có cái thẻ ma tộc là xong game đấy anh em ơi. Là trận đấu kết thúc liền đấy. Xong rồi bạn sắp đi.
Này, ma tộc à? Ừ, quên mất tính cơ mua floor em ấy, có thêm floor cũng ngon, floor 3 cũng ngon. Khó nhỉ. Chắc là rồng cầm chi hồn thì mình không cần nát cầm chi hồn. Nát có cầm này được không? Ra bên này. Victor không có. Knights to me. Time gives test to my devotion against darkness. Bắt mình à? Úi xa. Đã có mắt tiền. Giống Richter em ơi, Richter mình bỏ con rồng đi. Rồng 1. Bỏ rồng đi hơi tiếc nhỉ. Bây giờ có đồ cho rồng rồi. Đồ này cho rồng được. Không có ma tộc rồi. Thêm đấu sĩ thôi. Phải tích tiền này em tích em tí tiền. Thế này chắc khó đánh rồi. Còn von cát thì cũng không đánh von cát à. Von cát mất ma tộc. Ma lốc còn 5 con, mình tĩnh sẽ lên được ma lốc. Ma lốc không vội. Mình còn nhiều đồ chơi á. Ma lốc 2 xiên nó luôn. Ui rồi chết rồi, ma lốc 2 cân hết rồi anh em ơi. Chết rồi. Gặp đấu sĩ mà gặp ma lốc 2 thì điên rồi. Đấu sĩ mình gặp con này thì rồi ơi, nó nhảy nó hết. Không đánh thường chết này được. Ôi giời ơi. Ma lốc 2. Richter đâu nhỉ? Vẫn chưa thấy Richter đâu đúng không? Vẫn chưa chịu ra mặt đúng không? Chết giờ phải thêm 2 tướng mà không có tướng mà lên. Mang 7 đấu sĩ à? Bé Red đủ rồi này. Airy 2 rồi này. Sơn quỷ rồi này. Mình bỏ này. Cần con đấu sĩ cuối anh em ơi. Chắc là đánh 3 hắc ám ấy, trông nó hơi lẻ lẻ tí nhưng mà đành vì vậy thôi. Chưa biết sao giờ anh em. Ui, không được tàn đấu sĩ và loại ghê gớm này á. Ôi chết rồi. Rồi anh em chết rồi. Kể cả hắc ám truy hồn làm sao mà cản được từng này con hồi máu lại. Hồi máu như điên ý. Trời ơi. 3, 4, 5, 9. Anh chờ con này cuối cùng đến anh em. Richter rồng. Thôi chờ Ngọc Đại. Đang chờ bạn trẻ Richter đây. Ma lốc đứng giữa có tí nhỉ, ma lốc không có đồ nhưng mà nó khá nhiều rác. Đồ này cũng cho Narcot thôi, đang tin tưởng Narcot. Man bán này. Rồng. Von cát rồi đấy nhưng mà chắc không chơi được von cát anh em ơi. Luôn. Bây giờ ra thẻ ma tộc nữa rồi sao.
Đây rồi đấy. Đây rồi đấy. Hai thương. Victor bay. Bye bye em. Bay đi em. Thế dòng giữa đi. Bình tĩnh, chưa tăng sao cho ai vội. Mình đang trường qua lúc 3 sao đấy. Ui nào con ulti góc đẹp thế. Rồng thổi truy hồn kìa. Ui giời ơi, trông nó đã đời con mắt quá. Đã có 20 vẫn 100 máu này. Ui giời ơi, giáp, nhìn giáp kìa. Trời ơi. Malok thì không có đồ Malok nhỉ. Không có đồ Malok, mà thực ra con Malok này thì đánh thường nữa cũng được anh em ơi, bởi vì con Malok này không cần nhảy nhiều con Nakot đâu. Nakot là quan trọng. Đại. Ôi giời ơi. Thực ra xong gặp đại là được, gặp đại đi. Hơi thừa mana ấy. Hơi thừa mana ấy. Đâu Nakot 3 là sao nhỉ? Bây giờ có câu chuyện đấy đấy nhỉ. Nakot 3 hay Malok 3 tín hơn? Malok 3 dễ hơn này, Nakot 3 dễ hơn này. Rồng thì sao? Rồng cũng tìm được, tìm rồng nữa, tìm rồng 2. Thôi. Ê, thêm một con nữa, thêm Omen anh em ơi. Thêm một shot tướng nữa, thêm một Omen rồng 25 nhá. Chết rồi, khả năng ngắt cái chuỗi thua ở đây rồi. Nó truy hồn, nó các thứ nó giết mình ghê gớm quá. Có vẻ trận đấu rất chấm dứt ở đây rồi. Hai thương thì điên quá. Ồ, khả năng phải thêm con Omen nữa nhỉ. Bỏ hai đấu sĩ đi, thêm một con Omen, một con... Trời ơi, đừng bảo đến đây thua nhá. 100 máu đến gần đít rồi. Gần như là bất khả chiến bại rồi. Lấy mon cát cho anh em đỡ phải lấy nhá. Men chế chắc đã chơi. Hai thương mà này gặp rồi này. Thương đáy bên kia, đẩy đáy bên này đi. Nó lốc tanh tín hơn. Về đất tanh không tín bằng. Má lúc vẫn gánh nhỉ? Ui, floor còn gánh ấy. Rồng gánh nhất anh em ơi. Nakot gánh vừa. Nakot gánh vừa. Rồng gánh điên. Rồng 3 đúng nhỉ? Hay rồng 3 thì Nakot 3 chứ chắc đã tín mà. Nalok, Omen, Nakot. Ê này, Nakot 3 được nhỉ? Thôi đây là con gì, lên con được con đấy hay ho thôi anh em ơi. Không đam mê được nhiều đâu. Hai thương này xong mới xử được cái quả hai thương này bây giờ. Bắt cóc này. Ui dồi ôi. Chưa được, còn có ma lốc này không giết được rồi. Xiên 3.000 đam. Xiên phát nữa. Ôi rồi ôi. Không giết được ma lốc rồi. Khỏe quá, đến lấy game thì chịu thật. Lấy game thì đúng là không có gì đỡ được chúng nó thật. Con cát này thì mình cầm về cho bọn em đỡ phải chơi thôi chứ. Không damage. Rồng này, ê, biết đâu lên rồng 3 được cũng được đấy. Rồng 3 hơi khó này. Rồng 3 hơi khó nhỉ. Bỏ đi. Bên mình gặp bạn gặp thương bên kia rồi. Bạn sẽ gặp bạn thương bên này thôi. Để rồng đáy bên kia là xong.
thêm sót tướng đi, thêm sót tướng thì thêm Omen lấy 4 hắc ám đi cũng được. 4 hắc ám tính. Thêm sót tướng đi. Đấy, cái đội hình này nó có một cái chỗ lò lò là nếu mà anh em không có thẻ đánh nó buồn cười quá. Mà tốn slot quá. Quá là tốn sót tướng anh em ơi. Có rồi. Khó nhở. Khả năng là cuộc vui đến lúc lụi tàn rồi anh em ơi. Cuộc vui chỉ đến đây thôi. Cuộc vui dừng lại ở đây rồi anh em ơi. Này không đập được cho con nào cơ. Hai thương bắt đáy bên này. Vui nào cũng đến lúc lụi tàn. Tôm thì ulti, Airi ulti được phát. Ô chưa lụi tàn này, chưa lụi tàn, đừng lụi tàn. Đúng rồi, cứ dòng cứ khạc truy hồn thôi là chết này. Chưa lụi tàn được, anh em mới suýt lụi tàn rồi đấy. Cũng gọi là suýt lụi tàn đấy. Ma lốc lên hơi khó nhỉ. Kiếm hai ma lốc à? Kiếm một con Narcot thì dễ hơn nhỉ. Chắc kiếm một con Narcot đi. Bán con ma lốc đi nhỉ. Người ma lốc 3 đâu. Tốn slot tướng lắm. Không còn ma lốc đi. Ngọc đại nhé, cần ngọc đại cho con Narcot nữa. Xong rồi lên Narcot 3, ulti các thứ ác liệt lên. Chịu bùng nổ cho con khác đi. Narcot 3 được không? Bây giờ Narcot 3 rồi. Giác mệnh cho rồng nhé. Ngọc đại cho Narcot nhé. Narcot đến Narcot 3 nhé. Victor lên Victor 2 được không? Ôi, chết phát. Ôi, cũng thổi được bạn này. Ui, nó có ulti được 2 lần. Có thể đấy là cái chết của mình đấy anh em ơi. Nó có ulti được 2 lần sẽ là cái chết của mình đó. À! Má! Bình tĩnh, chưa thua. Chưa ai phải nắm lại cả, bình tĩnh. Ma lốc này. Ma lốc 3 đồ đi. Ma lốc chơi được cái gì chơi đi. Đến lúc em phải chơi rồi. Victor 3 được không? Là Ricker 2 rồi. Bạn này không có thương. Mày không có thương. Mày vào đây. Crash nộ luôn. Không quan trọng. Teo bắn thẳng à. Teo bắn chéo góc này nó lại vào con rồng mình à. Hơi lỏ nhỉ. Rồng mình thổi được luôn. Không sợ đâu. Ma lốc đứng ra giữa đi. Cho nó bắn vào một con đỏ lỏ đi anh em ơi. Con này nó vào hơn này. Chạy không? Không chạy không? Không chạy à? À chạy rồi anh em ơi. Không sao, bế con teo lên. Bắt con teo 3. Chạy mà bắt được. Còn con kia thì nó bắn con ma lốc của mình thôi. Nhưng mà teo 3 chết đã này. Teo 3 chết đã này. Còn con cát rồi này. Thổi là chết. Dính truy hồn. Ish. Ai? Who? Who? Pick my name. Say my name anh em. Trời ơi. Chạy. Vậy thôi em ơi, video mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em thích clip trên thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Ôi đã quá.